Meo làm gì mà gây thù trước oán dữ vậy? Anh nghĩ là chắc cũng không có cần thiết phải vô đó lấy đâu à. Mình có thể đi tiêm vô khác mà bà. Chạy chạy bà. Trời ơi máu, what the fuck, nó bắn từ ngoài đó vô đây luôn. Trời ơi, nó bắn anh xa bãi cái lái luôn. Vậy mà cũng thấy nữa trời. Ừ, lô nó xấu là phải, nãy anh cũng chỉnh lô á, anh lên chỉnh. Tao ngắm anh, nó, tao nhìn nó di chuyển. Anh chỉnh lô thử xem có chuyện gì không, má công nhận xấu ác luôn. Ủa, tao thấy nó có cái gì ở đây nè. Ủa, cái gì nó vậy? Có enemy ở đây nữa hả? Hoàn sát á hả? Ê, bơi được luôn nè mày. Ê, nghe tao nói gì không vậy? Ê, có bơi, ê, đi xa quá không? Không bơi được, không được. Ê, có lặn nữa nè mày. Bơi mà bơi chìm nữa, bơi mà không ai biết nè bạn. Hiếu muốn tập bơi không Hiếu? Ê, tụi bay nghe tao nói gì không vậy? Nghe. Ê, sao cái lúc mà tao nhắm á, tao gì? Ê, giờ thôi, giờ mình... Tao có lắc sao? Lúc mà tao gì con, lúc mà tao nhắm. Tao cứ, nó cứ bực. Nhưng mà nó còn fix phải nhiều, fix nhiều cái. Ừ, fix quá trời luôn á ba. Đây có xe máy nè. FPS rồi phải có driver cập nhật mà sao cho nó hợp với nhau kiểu. Chứ kiểu này rồi, hơi cay. Ủa mới ra đây mượt quá ba. Ê, tao lẽ đi chơi, tao lẽ đi bắn nữa đâu ba. Ở đây tao mượt quá ba. Tao lẽ muốn đi đâu quá. Má em lên lốt chết mẹ luôn rồi ba. Pakatari's rebel movement is on the verge of defeat. If we help him turn things around, we'll be able to carry the supply in the future. Fast travel đi. Mày bấm vô người tao, sao mày bấm fast travel đi nó bay. Fast rồi, fast rồi. Hồi nãy tao vừa fast xong á, là chắc là lúc mà tao phải fast là mày chạy. 15% nè, trời. 15% hoàn toàn. Vô luôn. Ủa Hiếu nè, bèo đâu? Đây chưa lót, đây chưa lót xong. Ở đây lấy xe xuống dưới bèo. Ủa? Ủa sao bèo kẹt xuống này dưới nó là sao? Ba. Ủa sao bèo kẹt xuống dưới vậy? Nghẽ, lên nghẽ. À, tao thích đi xe máy hơn mà, lượn qua lượn lại thích hơn ba. Dạ, đi nó đi. Xe máy lái đó cũng đã luôn ba. Dố, trời má. Hello bèo, ủa bèo gì tốt nhanh dưới này ghê vậy? Dố. Yo, ồ má xe máy lái đã quá bé ơi. Ồ bèo nó đi ngược dốc luôn kìa. Bèo 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 bèo. Quá vàng không? Xe xấu quá. Mày đã đi. Ê công nhận cái này nó lái vô đây đã quá. Ê nhìn thấy cái này ảo diệu phải luôn. Ồ má. Như đây chỉ là một cái phần nhỏ của cái map thôi hả? Má mày nhìn nè Hiếu, nó còn nhiều lắm Hiếu ơi. Hình như thấy cái băng tuyết này nọ, cái đây có nguyên cái này giờ mà mình thấy chỉ là một cái phần nhỏ của cái map thôi đó. Tại vì tao nhớ hồi nó làm gì mà còn băng tuyết các kiểu nữa. Không mà tính ra làm mà nó giữ cái FPS rồi kìa cũng ngon lắm rồi á. Tao sẽ chết đi, tao sẽ chết đi. Vãi cái đấy. Mày làm cái gì vậy? Ok. Vô lờ. Lái xe ngu là vết sỏi bom. La la ông, chào ông, má vàng. Ủa, lái này công nhận lái xe máy, ở lộn lái xe hơi không đã, nhưng mà lái xe máy đã lắm luôn á ba. Ê, gắt bay, chở rồi gắt bay. Ủa, này chở được không, này chở được không, này chở được không? Không, này đâu chở được đâu, xe này có một người à. Ừ, xin xe lên thử rồi được không? Không, hình như không được quá. Không. Kiếm xe nào mô tô hai người. Điệp mẹ mày hiểu. Đắp ca này, đắp ca. Nó còn một chiếc nữa mà. Ờ sao hư mẹ rồi. Mẹ Hiếu phá game thiệt luôn chứ. Từ từ tao xuống tao nạp đạn. Tao xuống tao nạp đạn rồi nè. Thôi tao full đạn rồi, quên là tao lấy rồi. Giờ đi đâu? Nè nhiệm vụ chạy xuống dưới đây luôn nè ông nội. Đi theo cái đường vàng trên map á. Ở này mà lết bánh đảo rồi. Ừ cái này lái á.
cái lái cái mà xe máy mới đã đâu ba, nó cua đã lắm ba, Việt Nam Racing Boy hai ông nội thiệt luôn á. Mày cái vào đầu tao đó Hiếu, hai lần rồi Hiếu. Má hư mẹ nó con xe rồi má thì mẹ Hiếu. Má xe tao kẹt vô cái núi luôn rồi là Hiếu, coi là Hiếu nó chạy nó bốc cháy luôn rồi. Má riết mà giờ tao phải đi xe chúng mày luôn á. Hiếu có con xe cũng đéo xong nữa thì mẹ thế phải lời. Từ mình đang đi đường đèo núi nên là mình phải xuống từ từ. Chán vậy. Hiếu lái liền chứ. Đang đi đường chính không chịu, phóng đường kia phóng sao mà nó cán xe tao luôn. Giờ 2 km thì khi nào mới tới Hiếu? Thôi giờ đi ngắm cảnh đi ha. Ông nhìn cũng đẹp ý chứ đâu đến nỗi nào. Game thế giới mở mà làm nó rộng nhiều cũng hay. Bắn súng nó tập trung bắn súng nhiều hơn. Ê có chuyện hăng rồi, có chuyện hăng rồi, có chuyện hăng rồi. Có chuyện hăng, có chuyện hăng bên phải rồi. Đó đó. Bye bye Hiếu đi, mẹ tao không cần mày nữa. Hay chả tao tự ấy 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 mày tao biết rồi ba, mỗi lần mà nó vô cái khu combat á là đụng mấy shop ấy, shop FPS à. Ơi ơi có địch. Có địch. Cái chỗ này có địch, nãy bắn nè. What the hell are you doing? Take cover. Drone. Trong nhà. Tao bắn xuyên đủ thứ luôn mà. Ủa này nó không có cái này nó không có súng mà. Cái trực thăng này nó không có súng. Mày cần gì súng, mày cần thì chạy thôi chứ súng mẹ gì nữa. Lẹ lên mấy đứa. Ô vải. Ô vải. Tao bắn thằng cuối xong cái tao gục luôn rồi. Nằm ngủ luôn rồi. Bất tỉnh nhân sự. Ủa sao mẹ gục luôn rồi. What the fuck. Ê có hai thằng. Có hai thằng Hiếu ơi. Có hai thằng đằng sau Hiếu ơi. Các bạn làm ăn thiệt chứ. Lẽ ra còn... không có giống Ghost tí nào hết chị. Tao không thấy hàng này quá. Bắn ngoài Hiếu. Tao lắc không à. Rewind bell trước đi. Ê, tao còn 20 giây mày ơi. Tao còn 20 giây. Ê, Hiếu ơi, tao còn 20 giây, 16 giây, 15 giây. Cố gắng trước đi. Rồi tao bắn cho mày, rewind bell đi. Rồi chết rồi. Có đồ ăn này nữa bạn, nâng cấp skill nè. Are you Amaru? We'll let the rebels know where to find us. Ơ để tôi nâng cấp skill rồi. There's a weapons case over here. Revive speed, tốc độ revive nè ba. Tăng tốc độ revive. Nâng cái nhẹ. Ồ, extraction là sao ta? Cái nào? Nè mình đang ejection thằng này nè. Battery next rank. Tăng cái pin. Nhìn trong đêm sao con thoi kìa. Ủa mấy con troll nhìn trong đêm hả? Đã vậy má. Troll bay xa hơn. Binocular my. Có mìn nhưng mà ít chắc lại sẽ con thoi gì kìa. Rebel support. Ê nghĩa là có con thoi kìa, stop the convoy kìa nghĩa. The hit fire spread. Nên không biết nâng cấp cái gì ta. Night vision. Có cái nòng ngắm gì nè.
Ừ, tao lấy rồi đó. Ờ, bèo lấy luôn. Tôi, nãy giờ tao chưa mốt cái gì hết mà. Có con thôi. Ê, nó lại hay nằm xuống mình canh đó rồi mà. Tutorial convoy ram chúng ta phải ép xe nữa, ép xe cái này phải ép xe nó, okay, nó hướng dẫn mình đó là mình phải ép xe nó ba, ép xe chứ mình không bắn nó được, ép xe ok giờ phải kiếm cái xe để ép rồi nó còn một chiếc xe đi theo nữa mà. Ê, nó Lambo chiếc Lambo vừa chạy ngang qua kìa mẹ. Lambo chạy ngang kiểu rồi. Lên xe. Má xe. Xe mình đua sao lại Lambo? Lẹ mấy đứa. Ê anh, ấy cướp chứ. Ủa má xe mình đua sao lại Lambo trời. Anh. Ê anh nhìn như bấm nhầm nút. Đứa, đồ má nó bắn anh kìa mấy đứa. Đây. Mấy đứa đâu rồi? À Lambo kìa. Scope. Ồ mấy cái đã quá. Mấy đứa gắn cái đồng ngắm mới. Mấy đứa đâu? Ủa sao vậy? Sao mình bị kẹt được? Chiếc Lambo nè. Ủa sao mọi người lấy được hay vậy? Má của người ta là SV vậy, nó đổi thành VS. Má chiếc Lambo tệ nhất mà anh từng gặp luôn á. Mẹ mẹ hết đi. Từ từ để cho bạn lại. Chiếc Lambo má tục nhất anh từng gặp á. Má kiểu lần đầu tiên thấy Lambo vậy. Tục vãi cái lá. Hiếu, ủa sao Hiếu sai dữ vậy Hiếu? Đợi tao với mày. Hiếu, đợi tao với. Ủa, còn một đổi nồng ngắm này đã quá. Nồng ngắm này nó ngắm dễ hơn cái nồng kia ba. Ê, xe có 2 chỗ ngồi rồi, mày lấy xe khác đi ba. Ờ, đi tiếp đi mày, xe có 2 chỗ rồi ba. Tấn công đi. Ép xe rồi mà như một thằng đu sang hay sao á. Đang bắn mẹ. Hình như cái nó vậy là cái cây súng á. Thằng Hiếu nó lái xe kiểu gì á ba. Ép nó. Hình như nó ép mình chứ, ép phải mình ép nó. Dính một thằng rồi. Dính thằng lái xe rồi. Yeah baby. Ê bên thằng bên ngoài nó đồng đội report mình rồi. Dính rồi. Chết rồi ba. Ê Hiếu chết. Ờ để lái chiếc Lambo lại cứu nó nè. Bà tôi vãi. Má làm đồ, làm bồ lái đảo quá. Tôi quá luôn. Má nó cán qua đầu em mày, không chết luôn á mày. Ủa nó chết, nó cháy xe nè. Ủa má hư mẹ chứ mà vô tục phải luôn. Ủa cái không thôi là sao? Tango down. Từ. Ủa sao? Má cái game này nó còn phải làm. Cái game này nó còn phải làm nhiều thứ. Cộng tới 1200 điểm nữa. Đúng mà. Nó cần phải spawn nhiều chiếc Lambo hơn. Tục phải. Hư mẹ nó chứ Lambo rồi còn gì nữa. Ơ hình như cái đó Major Intel phải không? Fire Intel và bao Rebel Op gì nữa. Vô luôn cho rồi. Hay là tao thả troll vô cái. Nghĩa tác chiến đi, em đi. Nó biết mình rồi, Vấn đề là nó thấy mình đây nè. Sao á. Nó bắn mình nữa. Đó rồi. Ê, có chiếc Lambo vàng bên trong á, có chiếc Lambo vàng ngay chỗ mà. Cái chiếc Lambo trắng mình vừa mới chạy ngang á, có chiếc Lambo vàng đó. Vô lẹ mấy đứa ơi, có Lambo. The cat's standing down. We're good. They've seen us.
có một chiếc Lambo vàng có nằm nằm trong kho á đó. Đó cái chỗ mà cái mũi tên nó chỉ vô bắt em lấy á là chiếc Lambo vàng á. Đủ. Anh hết máu rồi, anh hết máu rồi. Nó nổ, nó nổ. Tao coi cam nha, tao coi cam nha. Tao bắn ra quá. Bye bye. Không bắn xuyên qua được bay. Ê, nó nổ. Vãi cái nổ. Ở trên kia nó đồng kìa. Bắn hết đi, bắn hết đi. Ồ, có rebel tới kìa. Rebel, quân mình đó, quân mình đó. Nhìn kìa nè, em thấy không? Nếu mà Santa Blanca hoặc là Unidad á là quân ơ không Santa Blanca với nhiêu đi đá là quân địch á. Ê mấy chiếc này nó hư nhanh quá bạn, chưa gì hư lẹ á. Ê quay còn một chiếc màu vàng nữa, còn một chiếc màu vàng nữa. Bỏ beo chạy mình mày, thấy làm bồ mồ hoa mắt hả mày. Nè, ta xuống ta bắn phụ con beo đây má gì, chưa gì thấy Lambo chạy mày. Từ 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 giúp beo đó. Trời ơi, đang đang phát triển nên đợi tí, đợi tí. Với lấy đồ đi, nâng cấp đồ đi ba. Kiếm kiếm đồ, kiếm đồ. Có supply nè. Gas. Ta bắn từ đâu ra vậy? Nó bắn loạn sang ngầu lên hết. Ôi 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 ôi. Ôi nó bắn từ hướng nào ra vậy? Ủa bèo đâu, bèo đâu. Đây từ từ để anh thấy chắc anh customize cái súng rồi đó. Khoan đi đi ba, anh customize cái súng rồi. Got a flight plan here for a cartel supply plane. Looks like it's fully loaded. Có ai có cần customize không? Customize luôn đi. PKS. Ơ nó bắn đâu vậy? Ê có đổi màu cái súng đó nè. Có. Ừ, tao đổi nãy giờ mà. Skin. Skin màu trắng đẹp quá. Rebels could really use that stuff. What do you think, boss? Want to steal a plane? Thôi. Thôi mày ơi, chắc tao nghỉ rồi. Tao đi ngủ mai tao đi rồi. Ừ, yeah. Mai đi sớm. Ừ. Ngủ sớm vậy. Ừ. Mai nó lắc quá. Kệ bên chơi cũng vui chứ mấy, đang vui phải luôn. Mày à Santa Blanca là hay. Mày Santa Blanca là quân chính, quân địch chính á. Kẻ thù chính á mà. Cái băng đạn của cái thằng đầu chọc á. Má thanh niên chưa gì đi ngủ rồi ha, sớm vãi. Magazine standard. Để coi có gì up không. Mới cầu mình anh với mèo hay đó mèo. Look what you have sown. You would be left with barely anything. This way, the only goal in Christian way to bring success and prosperity to. À em nói gì đó gì em rồi. Em nói là sao sao? Biết nóng rồi mà. Ủa nó có gì nữa? Hình như nó có cái gì nè, đồ gì không, nâng cấp gì nè. Đi tìm tiếp theo đi. Ủa sao phá mẹ xe rồi. Không, xe bị bên kia bắn hư mẹ xe. Hình như xài được, vẫn còn xài được. Kể đi. Lên lấy đồ nè. Supply nè. Ê! Béo! Xe hư mẹ rồi.
Không vô chắc đâu đi hư. Mới đi xe hay gì nhỉ? That's a kill. Hai cái gì cái gì? Đi tiêu không? Đang cố nè. Civilians in the area. Watch your target. Three targets ID'd. Em tác đồ em cái tác anh cố anh giết tường hàng nè. Một bán mèo. Anh đang là đóng nhà nè. Ừ. Mọi người đang rút đi kinh hết rồi ba má, đã phải liền ba. Cô Huy nó có đau mà. Nhưng mà nó bị lỗi rồi, ghi mẹ ghi trên group nãy giờ đó ba. Lỗi gì, lỗi gì? Đó, ghi trên group nãy giờ á. Lỗi anh đây. Ta lên sợi Google rồi, má có mấy cái GTX 1080 rồi. Phải bị là... chót, ừ anh 1060 mà còn bị chót FPS kinh dị đúng mà. Không phải là drop. Chứ bị gì? Ờ má nãy. Nó không chót chứ nó bị gì ba. Kệ đồ má lên coi kìa ba. Nói luôn đi, nó bị cái gì? Má lên coi, đồ má nói cái chục lần rồi. Má trong trong cái C box đó. Biết nhưng mà nãy anh chưa check hiểu không? Có thì nói mẹ luôn đi. Bị direct không support direct direct 11 mẹ. Đây là bị phát hiện rồi bây ơi. Có thằng sau lưng nãy giờ không thấy trời. Tụi nó chạy ra, tụi nó chạy ra. Nhưng mà đừng làm hư chứ Lambo nha, bắn hết thì hãy hãy lấy chiếc Lambo qua. Bắn đâu rồi. À kiểu như đứa nào xài DirectX 11 là không vô game được á hả? Không, nó không có support đi DirectX 11. Nó cái graphic card nó không có support cái DirectX 11 nên không vô game. Nó đòi có phải support phải support để vô game. Thì từ từ nó fix quá. Thì là nãy giờ em đâu chơi được đúng không? Ồ chết mẹ ơi cái trang cái chiếc lên 1 nó chạy nó bóp bó rồi mà. Mới tải lại mới tải lại mà không biết chơi được game không. Nó bây giờ nó không có hiện nhẹ quay vòng vòng biết có nút sửa không chưa gì anh đâu bắn chứ Lambo đâu tụi nó bắn không à nó bốc khói má bây giờ thì nó cứ quay như tám đời rồi nè mày. Mệt quá nổ á, bắn rồi xích mẹ cho rồi. Ây vãi. Má nó nổ, cái bình này mà anh không ngờ là nó nổ xa vậy luôn. Nó kéo quần tới luôn nè. Chiếc là bộ của sếp đó mà. Chiếc là bộ của sếp. Anh nghĩ sếp của nó để đi cho anh cướp ư. Ừ cũng đúng. Hình như chỗ anh không có ai hết rồi. Không biết có reinforcement không. Fuck. Ủa nghe bị chết hả? Ừ. Ơ rein vai anh ấy còn 15 giây nữa. Trời nó bắn chiếc Lambo 15 giây không? 12 giây 10 9 8 7 Nghĩa ơi đừng chết Nghĩa ơi. Đừng chết, bơm cái vú. Eyes on a small group of tangos. Ủa nó bị gì sao nó không vô game ta? This car is swanky. And there's a bloody condom in the glove box. Make it two bloody condoms. Nó bốc cháy dữ quá ta. Má nó không vô, nó không vô bất kỳ con đờ, bây giờ nó không vô rồi. Hư xe tí rồi. That's a kill. Fuck, we're made. A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda.
be on top of us in another few seconds. What do we do? Tango down. Watch your fuck settling down. Must think we backed off. Okay, we're still good. We got a mounted weapon. Radio Santa Blanca. Tango marked, but he's got a civilian nearby. That's a kill. Hey, we got a narco by the stack of tires. To kill. I got one narco over by that stack of tires. Hostile down. Stay quiet. Rally on me. Thank you.
Boom, target dead. Take cover. Tango, near the truck. There it is. Eyes on Polito's car. Bloody condom in the glove box. Make that two bloody condoms. I guess that confirms it's Yuri and Polito's ride. Even if the condoms come standard, it's a sweet fucking car. I never could understand the narco bling. You get an expensive whip, put chrome rims on it, then you just drive it around the same dusty towns you were driving around before. You totally want one of these cars, don't you? Fancy car, fancy suit, still the same street, so what's the point? Air conditioning.